Đây là những cái lý do mà vì sao anh em dùng 14 Pro Max mà anh em vẫn kêu là sao mà máy nhanh hết pin thế. Đây, thì đầu tiên là anh em có thấy không? Đấy, mặc dù là ấn khóa màn hình rồi nhưng mà màn hình nó vẫn cứ sáng. Hoặc là anh em cầm máy nhấc lên là màn hình nó lại tự động sáng. Đấy, kiểu như thế. Thì nếu mà anh em sử dụng máy mà muốn tiết kiệm pin ý, thì anh em tắt hết cái phần này đi cho em nhé. Đây, đầu tiên là anh em vào cài đặt này. Cái đầu tiên là anh em vào cài đặt. Xong rồi chọn đến màn hình độ sáng, kéo xuống phần dưới là nó có cái màn hình luôn bật đây này. Anh em tắt cái phần này đi. Thì khi mà tắt phần này rồi thì anh em khóa màn hình lại. Đấy, thì màn hình nó sẽ tắt đi đúng không? Nhưng mà tắt đến đấy rồi, khi mà nhấc máy lên thì nó vẫn sáng. Thì lại tiếp vào cũng trong cái phần màn hình và độ sáng này, có cái phần đưa lên để bật này. Anh em tắt nốt đi. Đấy, bây giờ khóa rồi nhá. Khóa rồi là nó không sáng nữa, với cả đưa lên để bật là nó cũng không sáng màn hình lên nữa. Đấy, thì nếu anh em tắt hết cái phần này đi thì nó sẽ tiết kiệm pin cho anh em rất là nhiều. Và khi mà anh em chạm vào màn hình thì nó mới sáng như này. Hoặc là anh em bật vào cái phím nguồn này lên thì nó mới sáng như này. Thì anh em tắt hai cái phần này lên ấy thì nó sẽ tiết kiệm pin cho anh em rất là nhiều nhá. Đấy, còn anh em nào mà đã tắt rồi, anh em sử dụng rồi thì anh em có thể comment ở phía dưới để xem có đúng như lời em nói không nhá.